Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu trong ngày 17 tháng 6. Thì hôm nay có một thông tin khá là hay, đó là cái việc có một vị thầy cũng lên tiếng đó, nhận xét về cái câu nói của ông Thích Cúng Dường, Thích Chân Quang đó thưa vị. Trước đây thì ông này cũng lên video clip thì cũng có những lời miệt thị đó, xúc phạm đến sư Thích Minh Tuệ, chẳng hạn như là ông nói sư Thích Minh Tuệ là cái thằng ba trợn vân vân đó. Thì vị khán giả chắc cũng đã từng nghe đúng không ạ? Thì ở đời có cái câu nói là cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, đúng không vị khán giả? Thì sau đó ít hôm thì bên phía ban tôn giáo chính phủ cũng có văn bản đề nghị là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu thẩm tra đối với những phát ngôn của ông Thích Cúng Dường này. Đó thì chúng ta thấy rằng luật nhân quả có hết thưa vị khán giả, khi mà ổng xúc phạm đến một bậc chân tu như là sư Thích Minh Tuệ thì sớm muộn gì quả báo cũng sẽ đến với ổng, đúng không ạ? Và hôm nay thì lại có một vị thầy cũng lên tiếng nhận xét về cái câu nói của ông Thích Cúng Dường này. Bên cạnh đó thì cũng nhận xét về sư Thích Minh Tuệ, phải nói là rất là hay, rất là chí tình, chí lý luôn. Và trước tiên thì Hiếu mời vị khán giả cùng đến với câu nói của ông Thích Cúng Dường khi mà chửi sư Thích Minh Tuệ là thằng ba trợn như thế nào nhé. Thì cũng rất mong là vị khán giả khi xem nội dung thông tin trong video này, quý vị cũng để lại bình luận góp ý, phản biện lại đối với ông Thích Cúng Dường này. Bên cạnh đó thì cũng đăng ký kênh, chia sẻ thông tin, bấm like, tặng cho Hiếu để cho kênh của Hiếu phát triển hơn. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mời quý vị khán giả cùng đến với ông Thích Cúng Dường trước nha thưa vị khán giả. Luận sai để rồi chê người này, trách người kia, hoặc là sao suy luận sai để rồi làm gì? Ngưỡng mộ một cái thằng ba trợn cũng là tà tư duy. Ví dụ như thấy một cái tay nó mặc đồ rách, nó ôm bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, nó cũng tào lao ba trợn. Mà có biết có phải tay nó thiệt không? Hiểu coi, nó tu cái gì, nó nói cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nhiếp tâm được chưa, nó biết cái giới luật là gì không, lời Phật dạy nó học được bao nhiêu cái, nó sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm, nó đi cái là ồ, đây là bậc thánh cuộc đời của tôi, nó cũng là ba trợn, nó cũng là tà tư duy. Đó, quý vị khán giả cũng vừa nghe cái ông Thích Cúng Dường, ông chửi sư Thích Minh Tuệ là cái thằng ba trợn, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng không biết là cái ông này tu được bao nhiêu, học giới luật của Phật được bao nhiêu, nhưng mà lên giảng toàn là sai giáo lý của Phật không à. Rồi nào là thuyết giảng, ví dụ những cái câu chuyện luật nhân quả, xàm xí đú, thưa vị, thì làm cho dư luận rất là bức xúc và lên án rất là dữ dội. Và bên phía ban tôn giáo chính phủ cũng đã vào cuộc, nó đề nghị là bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu á, là phải thẩm tra đối với những phát ngôn của ông này. Và tiếp theo sau đây thì Hiếu mời vị khán giả cùng đến với một vị thầy đã nhận xét về cái ông Thích Chân Quang này như thế nào. Và bên cạnh đó thì thầy cũng nhận xét về sư Thích Minh Tuệ cũng rất là hay. Mời vị khán giả bỏ thời gian ra nghe và để lại bình luận góp ý nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mời vị khán giả cùng nghe. Là nói cái thằng ba trộn bưng cái nồi cơm điện, thằng ba trộn ở đời người ta nói cười người chẳng vội cười lâu, hôm trước hôm sau ta cười lại người, bữa nay ai cười ai à, bây giờ con thấy trên cộng mạng ai cười ai, vì cái bữa nay kết trên cộng đồng mạng với thầy tham quá. Ủa gì à, mấy ông lên giảng gì nói tùm bậy tùm bạ, nói mà chờ ông Minh Tuệ, thầy nói thiệt á, thầy cũng tu mà thấy cái hạnh của thầy Minh Tuệ á, cỡ như thầy, cái đức của thầy chỉ có một bằng cái móng chân của ông thôi, chứ đừng mấy ông kia đừng có chơi, thấy gì mà đừng có chơi, thầy không dám, thầy không dám chơi, mà điều nói ra thì nói cho con nghe thôi, còn ngồi ra thầy cũng không muốn đá động gì cái việc đó. Ai ăn thì nấy to no, mà ai tu thì nấy chứng. Nhưng mà cái câu người ta nói ai ăn nấy no, tội ai nấy mang đó. Bây giờ là cái ông Minh Đạo á, mà ở Vũng Tàu á, cái hạnh của ông tốt lắm, mà không biết ông có sơ xúc với một cái câu nào mà ông quỳ sám hối các hòa thượng chưa tăng, ông xin ra khỏi giáo hội
Ông xin thầy xin ra. Xin rồi hả? Ông xin ra, ông sám hối, ông xin ra. Ngồi ra ngồi giáo hội mà cho ông xin lại, ông nuôi lại là nghe nuôi sáu mươi mấy đứa trẻ. Dạ. Yeah. Là ông có cái điều kiện, chứ còn thầy ở đây mà giờ thầy không dám nuôi, lấy gì nó ăn. Yeah. Tiền không có, lấy gì nó ăn. Đó, thấy là ông xin ông sám hối mà ông ra ngồi giáo hội. Ông xin ra giáo hội, thấy ông quỳ mà ông khóc. Là cũng là chắc ông nói cũng như binh binh tòa, các hàng chư tăng không nghĩ do thấy cái hạnh của ông 13 đầu đà đó. Thấy cái hạnh ông tốt quá. Bây giờ có những người trên coi đồng mạng, có nhiều người hỏi ông đi được không, tôi cho ông tỷ. Ông đi được không? Không ai đi được làm được cái đó đâu con à. Thầy nói thiệt á, khó lắm. Chính như thầy đây, ví dụ là thầy gian nắng, có hồ cũng phải đổ cái mũ, phải mang đôi dép, chứ nắng chịu không nổi. Còn ổng hỏi ổng đi mà từ Nam chí Bắc mà hỏi chân thì chân không có dép, mà đầu thì không có mũ, mà cái đường nhựa nó nắng cỡ nào mà thấy hai cái bàn chân của ổng. Thiệt thầy nói ra đây nó không phải đạo đức già, thấy sốt ruột. Giờ thấy hai cái bàn chân của ổng đen kịn mà nó chai cỡ nào, mà dầu hắt nó đóng á, đen. Rồi là có những người á, là bữa coi ở quầy quản trị, ông xin ông ngủ ở quầy nghĩa địa mà hai cái ông nào hất hủi ông, thấy quá tội. Rồi còn ông Minh Đạo đó là ở Vũng Tàu á nghe, còn cái ông Minh Đạo mà ở trong Đồng Tháp đó, là cái ông Minh Đạo đó là một người tu. Thì cái chuyện mình tu thì bổn phận của mình tu đi, mình thấy người ta như vậy rồi cái rồi mình xô xỉa người ta làm chi, thấy không? Với ông Trân Quang nữa, là nói cái thằng ba trộn bưng cái nồi cơm điện, thằng ba trộn ở đời người ta nói cười người chẳng dội cười lâu, hôm trước hôm sau ta cười lại người, bữa nay ai cười ai ở bây giờ con thấy từ cộng mạng ai cười ai giờ, chính như mấy ông có ai theo không? Còn sao như ông Minh Tuệ ông đi mà coi người ta theo nữa, rồi ta thương là thương cái hạnh của ông. Không biết có nhiều lắm lúc người ta lớn nhỏ gì không biết, mà trên mấy cái dù mấy anh YouTube anh nói đầu ổng đứng sinh con không, không biết ai lớn tuổi hơn ai, mà cái hạnh của ông thầy thương là thương cái hạnh của ông. Đời của thầy chắc gì mà được như ông, thầy nghĩ chắc một móng bằng móng chân ông. Thầy ở đây không ác ai, thầy giúp được cái gì cho cô bác giúp trái bầu trái mướp trái cà năm rau, thầy xuống Nha Trang thầy thương mấy cái người mà nhất là bán giấy số nè, mua nhôm nhựa dép đất nè, với lỡ mấy anh xe thồ, với mấy anh xích lô, cái tội đó. Mỗi lần với lỡ mấy cái anh mà quét rác bằng đêm, mỗi lần sáng như thầy xuống cỡ 4 giờ là thầy biết người ta đói bụng, bắp luộc của thầy lại thầy cũng nói thôi gửi cho mấy anh ăn với đỡ đói bụng, còn mấy ông xích lô xe thồ rồi thầy đó ông bị cả... Thầy nãy giờ thầy nói những cái gì về thầy Minh Tuệ là con có ghi lại, con đăng luôn. Nói thầy là thầy có ngại gì không? Không, thầy không ngại. Thầy không ngại. Tại vì đường đường minh chính chính của thầy, thầy nói thôi, thầy không binh ông nào rồi. Yeah. Bây giờ hỏi giờ các quý ngài ấy, ai đi được với ông không? Không ai đi được. Theo như thầy nghĩ là ổng hình như là ở trên hiện xuống là Phật sống sao con? Hỏi gì đầu thì không mũ, đen thù lùi, hôm trước không thấy trắng trắng lúc đầu đi trắng trắng giờ thấy ông đen thù lùi à. Yeah. À rồi mang đi gì mà tối á, ngủ ngồi, ví dụ giờ ngủ ngồi ông tịnh tâm ông ngủ ngồi đi, rồi bây giờ cái bốn phía cái áo ông có cái y đắp thì mũi nó không cắt này, còn ở trên đầu trọc mũi làm sao nó không cắt, hỏi ai làm gì được không? Khó lắm con ơi, theo thầy nghĩ khó. Như cái hạnh đầu quý thầy à, đều nói cho quý thầy ngồi trong mát ăn cái bát vàng, quý thầy xuống thầy lên giảng nói chuyện với ông Dũng Đức đó. Mình làm ông thầy mà mắc mớ gì mà cái lên giảng rồi nói đàn bà mặc quần rộng quần móng dày gì cỡ người ta, mình làm ông thầy thì mình giảng chứ. Ông nói con chiên nó bay vô đó nó mổ tụi đó trời, là một rồi xây là ông lên ông thuyết pháp, ông nói cái bà kia địch tình đậu bà nọ, thế là mét ông à. Ông nói bây giờ cái con đó lại nó đánh giấm trên đầu con á thì mày đánh giấm lại trên đầu nó,
mà ông không kêu với bằng tiếng đánh giấm mà ông đi à. Rồi thấy nó bất mãn lên mình ông thầy mà lên mà ngồi giảng chi cái ba cái chuyện đó hả à, không khó coi không thầy thầy nói thiệt thầy thấy mấy ông đó thầy chán bởi cho nên nó trên cộng đồng mạng nhiều cái nó chửi mấy đồ trọc nó một con sâu làm rồng mà thầy là mấy ông là coi như mấy ông chính ông phá đạo chứ không phải là người tu thầy nói thiệt phá đạo nhất là cái còn ở lên đó cả 4, 5, 6, 7 ông thầy mà lứa lứa với ông không à tự nhiên cầm cái micro cười he 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 cười như dơ vậy con nắng còn mà vô đánh lễ Phật giờ tôi vô đánh lễ Phật trang nghiêm chỉnh tề mình là ông thầy rồi vô ông đánh lễ gì mà cái ông kêu ông nói gì mà quá trời quá đất rồi còn một câu chuyện nữa kia ông cỡ cái bà đi sanh đẻ niệm Phật này Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Quán Thế Âm Bồ Tát ý là đẻ tròn thầy nói thiệt thầy kêu rõ chính tiếng ông nội đó à, mình ông thầy mình lên mình giảng Phật tử giảng về đạo pháp cho Phật quý Phật tử nghe thầy thì nói đúng ra thầy không có cái khiếu mà đỡ mà giảng thầy chỉ biết đi làm lam lũ thầy làm kiếm ăn chứ còn bây giờ có biết giảng thì thầy cũng không dám xin lỗi thầy không ai có giảng thì nghe cũng giảng thôi chứ mình không có năng khiếu ngựa mà giảng phải có cái năng khiếu cũng thấy như thầy Pháp Hòa rồi với lại Hòa Thượng Trí Hạnh đêm nào trưa nào thầy cũng mở hai ông đó thầy nghe hết còn con mẹ sư cô gì lợi lợi hay nữa cúng ta cúng giường thì ta cúng ta có cái gì ta cúng đấy nó cúng những túi khầm không mệt mấy cô mấy thầy sao đâu mình nói ra thì nó mang cái khẩu nghiệp con mỗi lần mà mở tối buồn buồn mà mở mạng lên thấy mấy ông nói thôi lướt qua đi chỗ khác còn cái ông Minh Đạo mà trong Đồng Tháp bữa thầy có nhắn ông một cái câu chỗ này ông Minh Đạo là, ở Đồng Tháp với lại Vũng Tàu khác nhau đúng không đúng rồi Minh Đạo mà ở đồng ở Vũng Tàu á rất là dễ thương con dễ thương lắm cái hạnh ăn nói nhỏ nhẹ còn cái ông Minh Đạo mà Đồng Tháp á tu cho ông nói như la làng với con ơi à ông nói coi như ông Minh Tuệ là đi chưa bằng ẩm ổng là 13 năm mấy ổng nói ổng có cái phép chuẩn vậy nè tối là vậy là ổng có phép chuẩn ở trên cộng đồng mạng cũng nói tục mà thầy không dám nói cái đó nha còn mà thầy thấy ổng ngồi ổng khất thực thầy biết khất thực chứ không phải là thầy không biết đâu nhưng mà thầy nhắn vô trong đó nói ổng ngồi cô bối hả thầy nói ổng cô bối chứ không phải là ngồi khất thực ở cái chuyện mình tu hành mình thấy đang để thấy như quý thầy như mình thương một màu áo mà nhưng mà thầy Minh Đạo đó có ở trong giáo hội không thầy cái thầy không. Ở Đồng Tháp như không phải không không biết ông có ở trong giáo hội mình không biết chắc có á trong giáo hội mà kỳ vậy mà nghe nói ông có gia đình cái chuyện mà cái thời ông có gia đình không có gia đình cái chuyện đó mình không quan tâm nhưng mà mình thương quý thầy là thương với nhau đó. Biết đâu là cái căn duyên của người ta khổ người ta như vậy là người ta phải đi vậy thôi mình thấy như vậy là màu áo của mình đầu thì đầu trọc màu áo của mình thương cho ông mặc áo là lụng vải nghĩa địa nói xin lỗi ông ăn chỉ có một bữa trưa thôi thấy không cái hạnh thế là quá tốt thầy nói thiệt thầy khen ghê lắm thầy tối nào thầy cũng coi ông nhiều cái mấy ông chơi mới không biết là mấy ông cái hạnh của ông tu như thế nào mình không biết chứ mà thấy gì cứ chơi người ta ở đời đó, là thầy nói thiệt con mình không thương thì thôi mình đừng không nói gì rằng người ta ai làm gì làm là ok chứ đỡ chi đó như cái ông Minh Đạo trong Đồng Tháp đó. Ngày trước đây ông nói như thế nào rồi bây giờ lên chấp tay mô Phật với lỡ thằng YouTube mà nó làm cũng xin lỗi sám hối lung tung lăng căng mình thấy không nói chi bây giờ mang cái khẩu nghiệp bây giờ cuối cùng người đó nói gì nói với ông Minh Tuệ ông nói nhưng mà bao nhiêu cái chuyện cái ông mang vào mình của mấy ông cái khẩu nghiệp lấy hết
mà cái Minh Tuệ ông đâu có nói gì đâu. Dạ. Điện thoại ông cũng không dùng. Tiền chính coi như mấy cái chú mà thấy nói cúng dường tiền cho ông cũng không nhận. Ông thấy không? Dạ. Còn cái chùa ông Ba Hoàng, cái gì Hoàng Hoàng ở Quỳ Bắc á, rồi bữa thầy có nhặt, thầy có bấm nhắn tin cho này, mô Phật, thầy tu gì mới đúng á. Lạc lìa đầy cái nồi cung điện. Người ta cũng bị thư cứ nhận vô, chẳng trời ơi, thầy thấy nó làm sao đâu á. Dạ. Bây giờ hỏi, ngày xưa Đức Phật A Di Đà đấy con, làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu, mà giờ cùng với thầy cùng tham. Quý thầy nói xin lỗi có nhiều ông vô trong cái phòng của ông mới lạnh, đâu đó niệm mà niệm ấm, niệm chân im không, chứ không phải như thầy. Con thấy thầy đơn giản. Thầy, nhưng mà theo thầy là cái đạo Phật của mình á, ngày xưa và ngày nay nó có khác đi nhiều không? Ngày xưa nói chung ra quý thầy đã tu cái hạnh tốt. Cái ngày xưa mà nói thật với con á, quý thầy tu là phải đúng. Còn ngày nay quý thầy trẻ, thầy già, mấy ông thầy già mà nói rồi, thầy trẻ lên bây giờ đua chùa đang nghĩa thiệt ngon đập phá ra, cất cho to lên đua mà. Vậy nhiều khi mình cái chùa là một nơi ra vô nó đủ đầy đủ hết là rồi cơ bản này được, rồi cất cho to lên lầu cao rồi cho to lên, hoặc thì coi như là chơi mấy ông bậc Phật xi măng rồi tàn đá không, trời ơi hỏi gì mà thành Phật tử tiền ở đâu. Phật tử ta làm bữa nay nói xin lỗi con, làm cái này đôi 300.000 bạc không có gia đình, mà giờ cái tâm của người ta có, nó đến chùa đó mà ta phát tâm ta cúng dường. Ở đâu mà quý thầy mà gì cứ kêu gọi lên cái cúng cho dường cho to ra, rồi tiền nhiều lên, rồi là mua xe con, rồi mua đất, mua nhà, rồi như ông Trung Quang, giờ nghe tới ông Trung Quang hết muốn. Đó, giờ bữa nay là nghe nó công an nó vào cuộc rồi, là khai thác của ổng là biết bao nhiêu. Thầy không dám nói, không mang khẩu nguyện con A Di Đà Phật cho con xin sám hối. Thầy chỉ biết ăn, rồi biết đi cuốc đất, làm rau thầy bán thì kiếm sống. Cô bác nào cho thầy ví dụ chục cái gạo, mà thầy thấy mấy cái người cổ đây thầy cũng cho, thầy đỡ thầy mua thầy ăn. Ăn của đàn na mà con không làm được cái gì nói xin lỗi, chết xuống làm đầu trâu mực bựa đó mà trả nợ cho ông phải ham. Giờ thấy với thầy không quỷ nghĩ hậu quả. Thầy trước khi làm cái gì, hàm làm việc gì, nghĩ đến hậu quả. Thầy nghĩ đến hậu quả. Như ở đây nè, con thấy thầy mấy cái liễn đó, thầy nghe nha. Dạ. Trên trời gió nguyện theo mây, ở đây tâm ngộ đắp xe đạo màu. Là thầy, trên hai cái dòng chữ hai đó. Dòng chữ đó đỡ nghe cho bốn đạo bốn chữ. Dạ. Mấy chữ đây là đó thầy viết luôn á thầy? Không, nhờ người ta viết cho thầy mà viết chữ đó không có. Dạ. Này viết chữ pháp. Thầy khổ khổ gì vậy? Thầy cũng lam lũ mà thầy cũng làm lâm tỳ ni, giờ thầy chưa có đủ điều kiện, khổ quá, còn khổ quá con ơi. Cái gì con nhắm thở hai, cái gì cũng tùy duyên thầy, đúng rồi, cái gì nó mới có cái tùy cái duyên. Dạ, Phật cũng duyên trong tình nói cho mà nhiều, mình nói trên cộng đồng mạng cô bác cái gì người ta thấy giờ cái tình trạng của mấy ổng chỗ đó, giờ người ta có muốn cúng dường người ta cũng sợ. Dạ, biết sợ, ta thấy cái cảnh mà bữa nay là lên cộng đồng này mà phê bình, rồi là ông Nhật Từ thì biểu chuyển khoản nhang thì hỏi đốt một tháng 500.000 đưa lại cúng dường cho chùa khỏi đốt, và hồi giờ ta đốt rồi. Dạ. Dù với thầy lên xong
Cái gì chắc cũng để tùy duyên là tốt nhất. Cái gì thầy nói thiệt rồi. Con nên nhớ nè, trình độ không bằng trời độ. Dạ. Nghe không? Mình làm thì trời nhìn, mình làm đúng chưa? Trời ông nhìn là biết liền rồi. Còn thầy ở đây á, Nam Mô A Di Đà Phật, tu là phải thành thật, không có gian dối. Tu đừng có lật đật, mà tu đừng có trật. Long thần hộ pháp, người ta giúp đỡ cho mình thôi. Nói thầy nói thiệt. Nhất là coi như là khuya thầy dậy, 12 giờ dậy là đốt nhang rồi bắt đầu thầy nói thơ cho con xin long thần hộ pháp giao hộ cho con xuống bán rau cho lẹ lẹ con đi về. Cái hồi bán con biết mới cái xuống 6 giờ hết rau, 7 giờ hết rau, 8 giờ hết rau. Nhanh vậy thầy. Cũng biết coi như thảm lắm con, mà không thấy con quay mà coi như con không đứt ruột với thầy thôi. Thầy đậu cái xe đây. Rồi mấy cái chị á, là chỉ uống cà phê á, hai tay thầy xách vô mờ. Có nhiều chị cũng dễ thương lắm, mà nhiều chị nó đuổi thầy cái này là trầu như đuổi tà. Cũng nản gươm mà cũng ráng. Yeah. Ráng cố gắng. Đầu vô à, mua không mua, nói dạ thưa thầy tôi không mua, hay là tôi không mua chú gì bác gì đó, tao kêu đại. Trầu nó lấy cái tay nó phót phót luôn. Rồi còn bữa thầy đi xuống mua sắt không vậy, nó tưởng đâu thầy đi xin tiền đó. Nó đuổi con hâu đuổi tà con không. Thôi nó nản ơi là nản mà thôi, mình chỉ chấp tay mô Phật thôi chứ giờ biết nói sao. Chẳng lẽ giờ tình cãi nó không, thầy cái gì chứ cái đó buồn lắm, nhưng mà cũng ráng cố gắng nói thiệt với con. Thầy có thể chia sẻ cho con với quý Phật tử biết thêm là cái nhân duyên nào mà ngày xưa mà thầy chọn con đường đạo pháp đạo Phật mà thầy đi xuất gia. Thầy thì nói thoáng thẳng với con á, thầy cũng nông cạn, nhưng mà cái thời Đức Phật á thì thầy cũng không có tìm hiểu, đó là thầy nói sự thật. Vì thầy á là cha mẹ của thầy chết sớm lắm, thì thầy mới chỉ có học lớp 1 ở quận Mỹ. Thầy học lớp 1, mẹ của thầy chết á, thì thầy có ở trong nôi, cha của thầy chết thì thầy cũng được cũng còn ở chùa, đó là thầy nói sự thật cỡ cái đời của thầy. Rồi sau bắt đầu á, là ở cảnh chú thiếp, cho nó giàu cha giàu mẹ thì ha, mà giàu cô chú bác có làm ra. Cái lúc đó là thầy không có còn đi học, thầy chỉ học lớp 1, học lớp 1 của người. Rồi sau á, bắt đầu á, là về nhà chặn trâu bò. Mà cũng biết thầy đây là cái lòng thành thật của thầy trước Tam Bảo. Ở đây có nhiều quý thầy cũng phải ngại thầy chỗ này. Thầy tụng kinh hay lắm con ơi. Trời ban phú cho thầy có giọng, thầy tụng hình hay lắm. Nhưng mà con cái là thầy á, cái hồi kia mà cái ông thầy mà ông cúng cái làng của thầy có cái đám ma, thầy ham muốn ghê. Thầy nói vô cho con tụng, vô ông lật cái bài kinh mà thầy nói thiệt xin lỗi, thầy cũng đánh dần con. Đánh dần. Thì thầy mới nói với Phật, Phật ơi con không biết chữ, Phật cho con mở thông trí tuệ, cho con sáng ra, cho con học. Xin lỗi con, Địa Tạng giờ thầy đọc rét rét. À, thầy nói thật, con thích ở thầy đọc cho một lớp, một câu thơ nghe. Dạ, thầy đọc. Chế tâm quê mạng là ô minh giáo chủ đại thánh đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát lạy Đức Từ Bi đại giáo chủ Địa Lạc. Dạy chân ta chưa đủ cội nướng phương Nam nổi mây thơm rưới hương rưới hoa hoa vàng dù mây trên mưa mâu số không lường lành tốt trang nghiêm cảnh gì thường người trời thầy thuộc hết. Có nhiều quý thầy nói ủa chứ ông thầy này không biết chữ mà sao mà lại tụng kinh. Bây giờ thầy cũng không biết chữ luôn. Thầy không biết chữ đó là thầy nói sự thật. Nhưng mà giờ con đưa bài kinh nào ra là thầy đọc thuộc lòng. Ra có nghĩa là thầy nghe qua rồi thầy thuộc luôn. Thầy đọc luôn.
trực tiếp bây giờ thầy đọc luôn. Thầy có trước đây là thầy đã nói với con khi thầy xuất gia, thầy thảm lắm. Người ta đọc kinh rẹt rẹt cho thầy cũng đánh giòn. Là giờ thầy đã biết chữ được chưa? Đánh giòn, thầy biết chữ chưa? Biết hết. Bữa nay thầy làm đám, thầy cúng kính cho người ta, thầy coi biết hết. Con đưa cái bài báo nào thầy đọc coi. Nếu mà giả sử mà cô bác trên cộng đồng mạng mà nghe thầy đọc cái bài kinh mà Cú Địa Tạng, không phải được nghe. Cái tựa Địa Tạng là thầy thua hết. Còn có những quý thầy là không được, thầy không chịu khó. Còn thầy là chịu khó chịu cực. Đáng lẽ là con biết là tối tối nào là thầy cũng phải tổng kết. Mà cái sức của thầy bữa nay 62 tuổi rồi, khuya thì đi bán, về rồi là 11 giờ, có hồi 10 giờ, 11 giờ thầy mới về, hồi 8-9 giờ thầy về. Rồi cái đoạn đường xe về rồi đi trốn công an, thầy đâu có bằng đâu. Xe thì hết kiểm định, thầy không có bằng. Nó chặn nó bắt, rồi thầy đứng thầy xin. Xin nó hồi nó cho cái đứa, nó cho hồi đứa nó nói cái nói này. Thôi bây giờ mình cũng ráng niệm Phật thì mình cũng phải xuống nhỏ nhẹ chứ đâu dám nữa. Đó là lòng của thầy. Mà hình như là thầy thành thật nên mình tử ông trời Phật gia hộ cho thầy. Rồi sau đó bắt đầu là thầy mới đi xuất gia. Lúc đọc bạch bệ được rồi đó, đánh giòn rồi đọc một chữ chạy rồi đó, thầy cũng tụng kinh coi như đạo tràng, mà coi như thầy vô cùng tụng với đạo tràng. Đạo tràng lúc trước ông thầy này không biết tưởng mà sao không tụng kinh. Nhiều người cũng nói như vậy, nhưng mà thầy không ngại. Cái gì mà đường đường minh minh chính chính thật tình vậy con à? Úc mở mở vợ đó. Thầy nói con biết chẳng tin, giờ con hỏi hết cái xã này. Thầy biết chứ. Nhưng mà vừa đưa bài kinh nào ra là thầy ok. Bát Nhã đồ thầy thuộc hết. Là giờ là chữ đồ đưa một bài báo rồi là thầy đọc lại bình thường rồi không? Đọc đi tốt hết, chẳng giờ cũng đưa bài báo rồi thầy đọc. Ông ấy nói cái đó là lúc thầy xưa thầy mới tu là thầy chưa biết chữ. Nhưng mà sau khi là một thời gian là thầy biết rồi phải không? Đúng rồi. Cái lúc đầu á là thầy chưa biết chữ á, thầy lụm báo. Có nhiều thì thầy nói xin lỗi với con nha. Cái bài báo mà người ta đi vệ sinh ta chùi mà nó khô rồi mình đâu có biết đâu. Rồi bắt đầu á là đọc trong bò đọc đọc cái bắt đầu thầy về thầy mới coi trong cái bài cái cuốn Nhật Tụng. Bây giờ biết cuốn Nhật Tụng chứ hồi xưa đâu biết cuốn Nhật Tụng. Cuốn Nhật Tụng sau đó rồi là thầy thấy trong cái Du Lan, cái kinh Du Lan hay quá. Rồi bắt đầu thầy đọc rồi ở Du Lan mà thầy cũng nhớ trong đầu thầy. Nói chung ra giờ kinh cỡ là thầy chỉ kinh tế là thầy không có thôi, chứ cuộc kinh kia thầy có đầy đủ trong bụng của thầy. Mô Phật con sám hối trên trên cộng đồng mạng á, cô bác nào á, là con là pháp danh Tâm Ngộ nên 62 tuổi, cha mẹ con mất sớm lắm, rồi sau đó là con không biết chữ, con ở đi chặn bò chặn trâu mướn cho người ta, là rồi ở với chú thím con á, là con đi chặn bò không biết chữ sâu á, rồi con mới muốn thấy nghe cái quý thầy tụng kinh hay quá, rồi cái rồi lụm giấy báo tụng bậy bạ, rồi sau mới xin được cái quyển kinh, mới đọc dần dần được rồi mới chạy mặt chữ. Rồi khi mà đi thọ giới giới đàn cũng nói trình thưa với quý hòa thượng, con xin sám hối là con không biết chữ, mà hôm nay con cũng được bạch đề nhờ quý ngài giúp đỡ cho con, cho con có đỡ trên đường tu. Từ đó ông nào cũng thấy thôi nghĩ không biết chữ mà làm sao. Nhưng mà nói thiệt con à, bữa nay là coi cái gì thầy cũng biết hết. Đó, quý vị khán giả vừa nghe một vị thầy chia sẻ về sư Thích Minh Tuệ cũng như là lên án đối với những ông thích cúng dường, thì quý vị khán giả có nhận định như thế nào? Quý vị cũng để lại dưới phần bình luận góp ý cho Hiếu biết nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Video đến đây cũng khá dài, cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ thông tin đến với tất cả mọi người, để chúng ta cùng có tiếng nói chung, đó là yêu thương và ủng hộ cho sư Thích Minh Tuệ trên con đường tu học sớm đắc thành chánh quả nha thưa vị. Còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ.